nghệ sĩ Linh Tâm U60, hai đời vợ hối hận vì từng đánh con tàn nhẫn. Sự gia trưởng của anh là cứng nhắc trong suy nghĩ và cố tạo ra vẻ gia trưởng để chứng tỏ quyền lực trong gia đình. Với nghệ sĩ Linh Tâm, trong gia đình phải có người đứng mũi chịu sào để quán xuyến mọi việc và đưa ra quyết định. Nhưng sự gia trưởng không nằm ở hành động bắt người khác làm theo ý mình. Theo nam nghệ sĩ, đàn ông gia trưởng chỉ đơn giản muốn chứng tỏ quyền lực. Gia đình, bạn bè và ngay cả bản thân là một trong những nguyên nhân khiến đàn ông thể hiện tính gia trưởng. Không chỉ bản thân, vợ cũ Cẩm Thu của anh cũng đã miêu tả Linh Tâm giống ba của Tô Ánh Nguyệt. Tuy nhiên, Linh Tâm chia sẻ sự gia trưởng của anh là về nghề nghiệp. Một khi đụng tới nghề là phải khắt khe và tối ưu nhất có thể. Lối gia trưởng này ảnh hưởng đến mối quan hệ trong công việc của hai vợ chồng nghệ sĩ Linh Tâm và Cẩm Thu. Từ cách diễn cho tới tư duy nghệ thuật của vợ cũ đều do nam nghệ sĩ dẫn dắt và điều hướng. Mọi ý kiến của cô đều bị chồng bác bỏ. Thế nhưng anh không dùng tính cách gia trưởng can thiệp vào đời sống của con cái mà ủng hộ hai con chủ động. Con trai Linh Tý đang làm diễn viên hay Thu Tâm đã lập gia đình đều không theo nghiệp hát cải lương của bố. Đây là minh chứng rằng Linh Tâm không gia trưởng với con cái. Nếu như đã có thì bắt hai con phải theo nghề hát của mình. Nếu như có thì đã bắt hai con phải theo nghề hát của mình rồi. Linh Tâm bộc bạch. Nam nghệ sĩ cho rằng việc áp đặt con cái trong tư tưởng cần loại bỏ vì con người không ai giống ai, đặc biệt không thể bắt người khác đi theo hướng của mình hay buộc phải làm nếu họ không tự nguyện. Đây là điều vô lý ở thế kỷ 21. Nghệ sĩ Linh Tâm đánh giá gia trưởng là tự mình cô lập và đặt bản thân cao hơn mọi người xung quanh. Anh từng thắc mắc con cái không tâm sự hay nói chuyện với mình và nhận ra các con không xem anh là bạn, khiến mối quan hệ cha con hình thành khoảng cách. Vì vậy, nghệ sĩ Linh Tâm không thể hiểu tình cảm của con mình. Tính gia trưởng cũng khiến nam nghệ sĩ đau khổ mà bây giờ vẫn day dứt và hối hận. Anh kể ngày xưa đi theo đoàn hát rong ruổi khắp nơi, gia đình chỉ mới có con trai Linh Tý, trong đoàn lại nhiều trẻ con. Mỗi lần con trai có xích mích với con, những người trong đoàn, anh dùng vũ lực với con để làm gương không cần biết con mình đúng hay sai. Anh sợ mọi người nghĩ mình làm kép chính mà bênh con. Đây là điều anh hối hận nhất trong cương vị một người làm cha, nên mỗi lần nhìn thấy con là anh lại hối hận. Linh Tâm sinh năm 1962, quê An Giang, là con nuôi của nghệ sĩ cải lương Ánh Loan. Anh bén duyên âm nhạc từ năm 7 tuổi. Lớn hơn, anh được mời vào biểu diễn ở nhiều đoàn cải lương tỉnh. Sự nghiệp Linh Tâm gắn liền với các vai phản diện qua các vở cải lương Đèn Khuya, Tướng Cướp Bạch Hải Đường, Rũ Áo Bụi Đời. Đầu thập niên 1980, Linh Tâm kết đôi cùng Cẩm Thu, trở thành cặp bạn diễn ăn khách bậc nhất thị trường cải lương bấy giờ. Họ kết hôn năm 1982, gắn bó với nhau gần 30 năm thì chia tay. Hiện tại mỗi người đều có gia đình riêng, trong khi nghệ sĩ Cẩm Thu hạnh phúc bên chồng doanh nhân, Linh Tâm cũng tìm được tổ ấm nhỏ của riêng mình. Ở tuổi 59, nghệ sĩ Linh Tâm đang hạnh phúc bên Mỹ với người vợ thứ hai, một người phụ nữ quê miền Tây.